Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Kinh Cầu Muốn của tác giả nhà văn Lê Xuyên, bản phát hành năm 1968, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 25. Sau một hồi nghe ngóng, bảy núi Yên Trí ngáp dài, đoạn nằm dài xuống sập xuồng, nhưng không quên căn dặn hai tên thủ hạ: tụi bay ráng để ý, chắc tụi nó ghim về phía dòng cỏ hay đám rán, nhưng mình cũng nên đề phòng. Bây giờ tao nằm nghỉ một chút. Tên thủ hạ ngồi trước mũi cười nói: đại ca ngủ cho khỏe đi, vững lắm mà. Bảy núi chợt nhẩm đầu lên hỏi: ủa, xuồng cha nội thế đâu mất tiêu rồi? Tên kia nhanh miệng đáp: không lạc đâu đại ca, ở bển có một dầm mà, thì làm sao bơi theo kịp xuồng mình. Tên ngồi lái cười nói chen vô: hơ, giờ biết đâu hai ông bà đó cố ý thụt lùi ra phía sau để rù rì lai rai, họ dám tấp vô đám sậy đám đế gì nữa đâu đại ca ơi. Tên ngồi mũi gạt ngang: mày nói bậy, ít ra họ cũng nể mặt đại ca mình chút đỉnh chứ. Bảy núi nằm duỗi chân tay một cách khoái trá, cười lớn: hơi thôi thôi, hơi sức đâu mà nói, cặp đó không làm ở đây thì khi về tới Thượng Phước họ cũng làm, trời cản không khỏi chuyện đó. Tên trước mũi thấy bảy núi vui vẻ nên hỏi luôn: mà tại sao đại ca bỏ cô nó ngang xương vậy? Đại ca mới xài sơ sơ mà, lại còn lại lội qua đây cứu cổ để giao lại cho cha nội thế đó nữa. Thiệt tụi em đứng ở ngoài tiếc hùi hùi. Bảy núi lại cười: đừng nói xàm mày, bộ mày nói tao không biết tiếc làm sao? Nhưng tính tao khác, không xài nữa thì bỏ liền, chứ không cà ra tới lui lôi thôi. Với lại tao coi bộ gần cổ không mấy hên, thằng Tám nó còn biết như vậy. Biết như vậy mà nó lật người ta ra dòng cỏ lột sạch bách hết, chắc mấy thằng nhỏ nó chết thèm quá. Tụi bay không thấy sao đó thằng Tám nổ súng tính hạ cổ đó sao? Tên trước mũi thở dài: anh Tám cũng kỳ, ảnh đã đây theo tụi thằng Hồng Phụng mà coi bộ ảnh cũng lo cho đại ca. Bảy núi có vẻ cảm động, hắn mân mê bộ râu trái ấu, dịu giọng nói: thì dân của mình dầu hèn cũng thế, tụi bay có thể nghịch ý với tao, nhưng chắc không có thằng nào nỡ thấy tao chết mà ngồi đó lấy mắt ngó. Tao nghĩ tới chỗ đó nên tao không buồn gì hết, và ráng làm tới nữa. Tên kia cười nói thêm: hơ, nhưng đáng lẽ đại ca nên bỏ luôn cô Quỳnh Mai là hơn, cứu cổ về cho thằng khác hưởng. Bảy núi khoanh tay gối đầu cười nhẹ: tụi bay biết một mà không biết hai, tao muốn cho mấy thằng cha ăn học đó biết rằng dân tụi mình đây tuy chữ nghĩa không đầy một cái lá mít thiệt, nhưng cũng biết chơi bảnh hơn mấy thằng cha như thường. Chơi bảnh kiểu đó lỗ quá đại ca. Bảy núi vui vẻ đáp: kéo thẳng băng ra mà nói thì tao cũng lo chỗ vốn rồi, nếu không có vật giả như vậy thì tao chết rồi đầu thai lên 3-4 kiếp cũng chưa chắc rớ tới lòng chân của thứ như cô Quỳnh Mai. Đàn bà con gái không hiếm nhưng cái thứ đó. Tên thủ hạ hỏi đùa: các thứ đó chắc nó bịch vàng hay sao đại ca? Bảy núi cười ngất: như thứ bịch vàng, và tao đã khai trương trước nhất thì còn muốn gì nữa. Thấm tháp gì đại ca? Bảy núi khẽ thở dài: kể ra thì vậy, nhưng đúng như thằng Tám nó rờ tới con đó, nó xui xẻo lắm á tụi bay à. Có thứ đàn bà nó cô hồn như vậy á, ai đụng tới nếu không tán mạng tán gia bại sản thì cũng rêm mình rêm mẩy hết. Tao hay kỹ về mấy vụ này lắm, mình là dân chơi với súng đạn thì phải giữ gắt. Tên kia chép miệng: cô đó coi tốt tươi như vậy mà bộ xui sao đại ca? Bảy núi chỉ cười chứ không nói sao hết. Tên kia còn ráng nói thêm: hèn chi anh Tám anh chê, ảnh cũng là thứ hạm chúa chứ hiện gì sao. Bảy núi chắc lưỡi: thôi đừng nói xàm nữa bay, lo coi chừng coi đổi tao ngủ một chút đây. Tên kia gác dầm qua lấy đèn pin bấm soi lên mặt đồng hồ đeo tay. Chiếc đồng hồ anh ta đã tước của Hồng Phụng và nói như khoe: gần 4 giờ sáng rồi, ý cha đồng hồ này có ngày nữa nghe, hồi nãy tôi coi không kỹ,
Bãi núi ngóc lên. Tắt đèn đi mày, để về tới nơi rồi coi không được sao. Tên kia cười trừ tắt đèn, cầm dầm bơi nhanh như cũ. Nhưng ánh đèn pin ấy đã làm cho bọn Hồng Phụng chú ý. Chúng đoán chừng là có xuồng của bảy núi trên mặt kinh. Chỉ có xuồng của hắn ta chứ chẳng có ai khác. Xuồng câu không có xài đèn pin và cũng không thể là xuồng của Hồng Phụng. Xuồng của anh ta đâu có đi sâu về hướng Thừa Phước làm gì. Bọn chúng bố trí sẵn để đợi, và do đó hai tên thủ hạ của bảy núi vẫn ung dung bơi xuồng đi tới, vì hai tên này không có nghe một tiếng động nào khả nghi hết. Họ càng tin chắc rằng đám của Hồng Phụng đã đâm thẳng về phía dòng cỏ. Trong lúc ấy, bãi núi mỏi mệt ngủ quên đi từ lúc nào. Từ phía đám lát ven bờ chợt vang ra một tiếng quát hơi lạ lùng. Giang lưới đó hả? Hai tên thủ hạ của bãi núi giật mình, biết ngay rằng đó là một thứ mật hiệu miệng, hỏi để nhìn bà con hoặc người lạ, và vội quăng dầm để chụp lấy súng gác sẵn trên đùi. Bọn Hồng Phụng không chờ đợi thêm một giây nào nữa, chúng nổ súng hạ liền hai tên thủ hạ của bãi núi, chỉ vừa kịp giơ vỏ khí lên. Một tên rớt luôn xuống nước, một tên bị té bật xuống khoang xuồng. Ngay khi có tiếng hỏi, bảy núi cũng đã giật mình, thức dậy. Hắn mới chụp lấy khẩu tiêu liền thì đã nghe có súng nổ. Biết rằng không êm, bảy núi lặn người qua bè xuồng để nhào êm xuống kinh và lặn ngược ra phía sau. Bọn Hồng Phụng đã biết thắng chắc, lật lật rồi đèn pin ra trên xuồng của bảy núi, chỉ còn sót lại một người nằm nhũi đầu ở đó. Tên chỉ huy đám này cẩn thận la lên. Coi chừng, nó còn sống. Một tên khác đề nghị. Thì bắn bội thêm cho chắc ăn. Tên chỉ huy gạt ngang. Để tao còn tra hỏi nó. Mà không sao, không có súng ống gì trên xuồng hết. Chắc tụi nó đã làm rớt mẹ xuống nước hết rồi. Cha nào bơi xuồng ra, kéo nó vô coi. Một thoáng sau, xuồng của bảy núi được kéo vào bờ. Một tên du kích hòm sẵn súng trên lưng tên thủ hạ của bảy núi còn sống sót nhưng bị trọng thương. Tên chỉ huy hạ lệnh. Cha nào lật nó lên coi. Tên thủ hạ của bãi núi được kéo nằm ngửa lên. Dưới mấy ngọn đèn pin sáng rực, anh ta hấp hái đôi mắt đã bắt đầu đờ đờ. Tên chỉ huy đá mạnh vào người anh ta. Mày là dân của bãi núi hả? Tên kia khẽ gật đầu. Bãi núi đâu? Tên kia nghiêng mặt, cố nhìn lại chỗ nằm của bãi núi lúc ban nãy. Anh biết chắc rằng đại ca của mình đã lăn kịp xuống sông, và bọn này không hay biết gì hết. Anh ta ngước mặt lên cố mỉm cười, đoạn khẽ lắc đầu. Mày không biết. Tên kia lại lắc đầu. Tên chỉ huy dây qua đồng bọn. Chắc thằng bảy núi cũng bị rớt xuống sông. Một tên nói vô. Mình chỉ thấy trên xuồng có hai đứa này mà anh. Một tên còn đây và một tên văng xuống kinh mà không nghe động tĩnh gì nữa hết. Đâu, anh hỏi nói về tin tức của anh Hồng Phụng coi ra sao. Mình cần cái tin đó hơn. Tên chỉ huy gật đầu, quay lại đá mạnh tên thủ hạ của bảy núi. Từ nãy giờ mày có gặp ai không? Tên thủ hạ của bảy núi khẽ gật đầu. Vậy mày có gặp bên tao không? Có gặp anh Hồng Phụng không? Tên kia lại gật đầu. Tên chỉ huy nóng nảy đá mạnh vào người bị thương. Vậy anh đâu rồi? Tên thủ hạ của bảy núi nhăn nhó cười. Nói mau mày! Tên thủ hạ phều phào. Ngẫm rồi. Tên chỉ huy quát lên. Đừng nói láo! Mày tính nói gạt tụi tao được sao? Anh Hồng Phụng còn ở trong phải không? Tên thủ hạ nhăn mặt. Chết hết rồi mà. Tên chỉ huy cười lạc. Mày đừng tưởng nói vậy để cho tụi tao xuống tinh thần, còn lâu. Tên thủ hạ của bảy núi lại nhe răng ra cười, đoạn cố gắng rút tay lên để đưa ra dưới ánh đèn pin cho bọn kia trông thấy chiếc đồng hồ của Hồng Phụng trên cùm tay của mình. Tên chỉ huy tái mặt kêu lên. Trời ơi, chiếc đồng hồ của anh Hồng Phụng thiệt mà. Rồi anh ta lại hỏi thêm một câu rất ngớ ngẩn. Mày lấy chiếc đồng hồ đó ở đâu vậy hả? Tên thủ hạ của bãi núi cười. Bộ ăn cắp nó được sao? Tên chỉ huy gào lên, cúi xuống chụp lấy chiếc đồng hồ định giật ra. Nhưng tên thủ hạ của bảy núi như tin chắc rằng giờ chết của mình chẳng còn lâu lắc gì nữa, thu tàn lực thọc tay dưới khoang xuồng chụp lấy một quả lựu đạn và đưa ngay lên miệng định cắn rút chốt. Nhưng một cú đấm như trời giáng của tên chỉ huy đã móc ngược hàm của anh ta. Anh ta chỉ hử lên một tiếng rồi bất tỉnh. Cánh tay cầm lựu đạn vừa đưa lên lại buông sụi mạnh lên be xuồng và quả lựu đạn rớt tẩm xuống kinh. Tên chỉ huy vội mở chiếc đồng hồ đeo tay của Hồng Phụng ra rồi đứng lên hất hàm, hạ lệnh cho tên đàn em đang trông súng bên cạnh. Cho nó đi luôn đi. Tên đàn em không đợi phải nhắc đến lần thứ hai, miết tay lên cò súng. Dưới ánh đèn pin sáng loà, người của tên thủ hạ bảy núi chỉ hơi cong lên rồi bất động luôn. Tên chỉ huy xua tay. Thôi được rồi, bây giờ dông tới để coi anh Hồng Phụng nằm ở đâu. Dứt lời anh ta bước qua xuồng mình.
Và trước khi ngồi xuống, anh ta giới chân đạp mạnh cho bè xuồng của Bảy Núi lật nghiêng qua một bên để nước có thể ùa tràn vào và làm chìm liễm chiếc xuồng lẫn xác chết liền theo đó. Bọn Hồng Phụng nôn nã lên đường, tên chỉ huy chợt hỏi mấy thuộc viên trên xuồng mình. Ủa, vậy còn con nhỏ đó ở đâu? Một tên ngập ngừng lên tiếng. Hồi nãy mình quên tra hỏi thằng kia. Tên chỉ huy thở dài. Bị mình nóng lòng về anh Hồng Phụng quá. Chắc con nhỏ đó còn ở lại phía sau, và chắc khi nghe có lộn xộn, nó thụt luôn. À, không chừng thằng Bảy Núi cũng còn mắc kẹt ở miệng đó chứ chưa thoát đâu. Và anh ta dõng dạc hạ lệnh cho mấy chiếc xuồng trong đám tách ra để tiến tới thành hàng ngang. Do đó đa số xuồng phải đổ lên ruộng để đi ập tới. Có tiếng người lội sột soạt dưới ruộng, Thế ghìm sẵn súng để nghe ngóng. Tiếng lội sột soạt chợt im bặt, rồi có tiếng gọi nho nhỏ. Đại ca Thế đâu? Hả, đại ca? Đúng là tiếng của Bảy Núi. Thế vừa sợ vừa mừng, vội đứng lên và hỏi lại. Bảy Núi hả? Tiếng của Bảy Núi trở nên bớt dữ dằn hơn. Tôi đây đại ca ơi. Thế lật đật nói. Để tôi bơi xuồng lại, đại ca đợi một chút. Dứt lời, Thế vội ngồi xuống cất súng, cầm dầm lên. Quỳnh Mai bò lại hỏi. Coi bộ có một mình Bảy Núi vậy anh? Thế chắc lưỡi. Một mình chứ còn coi bộ gì nữa. Vậy mấy người kia đâu? Chị không nghe súng nổ hồi nãy sao mà còn hỏi? Quỳnh Mai bồn chồn. Nếu vậy coi bộ nguy quá anh. Thế cự nữ. Nguy chứ còn coi bộ gì nữa. Chị làm ơn cầm dầm bơi phụ giúp với tôi, còn hơn là ngồi ở đó hỏi bá dơ. Quỳnh Mai nóng mặt, nhưng cũng vội bò trở lại mũi xuồng, cầm dầm lên bơi phụ với Thế. Bảy Núi quăng khẩu súng tiểu liên lên xuồng trước, rồi hối hả leo lên. Thế hỏi liền. Sau đó đại ca? Bảy Núi không đáp mà lần ra phía trước mũi và bảo Quỳnh Mai. Cô để tôi bơi cho. Anh mệt nên nằm nghỉ. Bảy Núi gắt lên. Tụi nó vô tới điện bây giờ kia kìa. Ở đó mệt chứ khỏe. Và hắn ta níu vai Quỳnh Mai xô lùi lại phía sau và giật luôn cây dầm trên tay cô ta. Đoạn quay lại bảo Thế. Anh cho xuồng băng xéo ngang qua đồng đi, mai ra còn kịp. Thế hỏi lại. Qua cầu muối sao đại ca? Ừ, bây giờ ở bên đó trống. Hắn nhìn về hướng đồng và hăng hái nói tiếp. Trời sắp rửng sáng rồi, mình ít người, lọt qua bển thì dễ trốn. Còn tụi nó đông dân thì chắc tụi nó không dám làm quá đâu. Trời sáng tụi tay vô được, mình còn khỏe ở chỗ đó. Quỳnh Mai chợt hỏi. Sao anh em ở Thường Phước không qua tiếp cứu cho mình vậy ca? Bảy Núi bình tĩnh trở lại, cười khẽ. Dân của tôi thì đi hết rồi, còn dân của anh Thế chắc mấy ảnh chưa biết ất giáp gì. Hay chỉ đoán chừng là anh Thế qua đây, nhưng có lẽ họ cũng chỉ quýnh quýu lo thủ chứ không thể làm gì khác được. Thế hỏi vô. Còn hai anh kia sao đại ca? Bảy Núi thở dài. À, tội nghiệp, chắc tụi nó sụm hết rồi. Thế nào tụi nó cũng quán tôi lắm, nhất là tụi nó chưa kịp bắn lại tụi thằng Hồng Phụng một phát nào hết. Quỳnh Mai vội hỏi. Bộ anh để sơ xảy cái gì sao? Bảy Núi rầu rĩ đáp. Chắc tại tụi nó nói chuyện hoài và còn rọi đèn nữa, nên bị tụi thằng Hồng Phụng canh chừng và nổ súng ngang, không sao trở tay kịp. Dù sao thì cũng là lỗi của tôi. Tôi đưa tụi nó lại đây và tụi nó chết tức chết tưởi. Quỳnh Mai đâm ngượng và bực tức. Ai biểu mấy người qua đây làm chi? Tôi đã nói là để thầy kể tôi. Mấy người làm như vậy thì kể như tôi đây á, là đầu dây mối nhợ của bao vụ chết chóc vậy. Rồi đây rủi có ai bị? Bảy Núi chặn lời cô ta. Tụi này cũng lớn khôn hết rồi mà cô, ai có đổ thừa gì đâu mà cô phải áy náy. Thế muốn đưa đẩy câu chuyện sang một hướng khác nên chen vô hỏi Bảy Núi. Vậy trong lúc lộn xộn đó, làm sao đại ca chạy thoát được? Bảy Núi miễn cưỡng đáp như tự lấy làm xấu hổ về một điều gì. Lúc đó tôi đang nằm ngủ, phải tôi ngồi bơi xuồng như hai đứa kia thì cũng rồi đời. Sau đó tôi lặn luôn xuống nước và lặn một hơi để giang ra xa. Tôi biết thế nào anh cũng tấp ở đâu đây nên mò vô. Trời đã bắt đầu sáng mờ mờ. Bảy Núi đứng lên xuồng nhón chân ngó quanh. Và chưa chi hắn ta đã ngồi thụp xuống, vừa chụp lấy dầm bơi mau, vừa hốt hoảng nói. Tụi thằng Hồng Phụng đi đen đồng hết, mình hết mong gì quay về Thượng Phước ngay trong lúc này được. Mau mau ghim qua cầu muốn đi. Thế lo lắng hỏi lại. Rủi tụi nó rượt nà tới thì sao đại ca? Ở cầu muốn thì gần bên đồn Tây, không khéo chạy ô mộ mắc ô mã. Bảy Núi nói mau. Thì cốt qua bển đi cho có Tây, đỡ cho anh em mình. Tôi đã nói rồi, mình ít tụi nó đông, bởi vậy Tây có ào tới thì thấy tụi nó trước, chứ đâu có thấy mình mà anh lo. Để gần tới cầu muốn tôi còn nổ súng khơi khơi một hồi để rủ Tây cho vô nữa, lấy độc để trị độc mà đại ca. Thế không mấy yên tâm. Rủi tụi thằng Hồng Phụng còn để người ở bển thì sao đại ca? Bảy Núi hơi khựng lại, nhưng rồi cả quyết nói. Thì mình đành liều mạng chứ sao. Nhưng chắc không có đâu. Hồi khuya mình nghe có tiếng súng nổ ở bển,
Chắc là cái đám của thằng Tám đụng chạm với tụi bồ Hồng Phụng sau đó, rồi kế xảy ra cái vụ tụi tôi vây thằng Hồng Phụng bên này. Nội bấy nhiêu đó cũng đủ đoán chừng là tụi nó đã bỏ trống mặt đó. Dầu sao đi nữa, đến nước này mình phải liều mạng, gặp đâu nơi đó chứ khỏi né tránh gì nữa. Trời sáng tụi của thằng Hồng Phụng không dám làm hùm làm hổ đâu. Ăn thua anh em mình có gan một chút. Sớm nhà bên kinh cầu muốn đã hiện ra trước mặt. Bảy núi lại đứng lên để ngó ra phía đồng trống. Hắn mỉm cười, ung dung ngồi xuống và nói: Kể ra tụi của thằng Hồng Phụng cũng không đông lắm. Hiện giờ xuồng của tụi nó đã men phía rừng gió sậy. Tụi nó đuổi theo mình, nhưng cũng không quên đề phòng trường hợp Tây Vô Bất Tử. Có gì tụi nó còn lũi vô đám sậy để đương cự được. Vậy mình cứ đâm thẳng ra kinh cầu muốn để đi cho khỏe, và từ đó mình đổ thẳng ra sông Cái. Chịu khó đi vòng do tâm quốc một chút vậy. Ra đến sông Cái mình sẽ tẻ thẳng lên, và khi đến ngang Thường Phước, đại ca cùng cô Quỳnh Mai sẽ quẹo trở vô Thường Phước. Thế hỏi liền: Con đại ca? Bảy núi ngậm ngùi đáp: Thì kể như đã xong chuyện, tôi tấp vô bờ kiếm xuồng đi thẳng lên chỗ mấy đứa đó đang đợi. Nghĩa là đại ca đi luôn? Bảy núi khẽ nhún vai ráng nói đùa: Thì vụ này xong mạnh ai lo công chuyện nấy, chứ chẳng lẽ tôi với đại ca mình cứ chở cô Quỳnh Mai đi lòng vòng hoài sao? Thế ngượng nghịu nói: Tôi về tới Thường Phước thì cũng lo đưa chị Quỳnh Mai về Sài Gòn. Quỳnh Mai như bực tức điều gì, giọt miệng xen vô, giọng chanh chua: Ai cũng tính tống khứ tôi đi cho rảnh hết ha. Bảy núi gật đầu: Thôi cho tôi xin đi, tại đây cũng chưa chắc gì yên đâu mà ở đó lo cãi lẫy. Quỳnh Mai dùng dằn: Được rồi, tôi không cần ai nữa sao? Đến cầu muốn mấy người cho tôi xuống đó để tôi đi qua Hồng Ngự kiếm chị Nhạn, và nhờ chị giúp đỡ cho tôi lên Sài Gòn luôn. Bảy núi quay lại hất hàm bảo Thế: Ê đại ca, phần đó không dính dấp gì tới tôi nữa đó. Đại ca cứ bí sĩ hoài sao được. Tôi nóng lòng về với anh em, chứ không phải bám ở đây lâu đâu ngang. Tôi hùng vô vụ này hai mạng của thai thằng em vào hạng ruột của tôi thì cũng khá đủ rồi. Thế vừa bẻ mặt vừa tức nói lẫy: Được rồi, chỉ muốn xuống đâu thì mình cho xuống Phước là em chuyện. Tôi cũng chỉ có thể lo đến nước này thôi. Anh Tâm và mấy anh em ở ảnh cũng đang lên ruột vì tôi. Bảy núi vừa định nói lại, nhưng chợt thấy chiếc xuồng đi nhổ câu cắm ló ra, nên vội bảo Thế: Đại ca rề lại xuồng câu đó để tôi hỏi thăm coi. Người ngồi trên xuồng câu có vẻ sợ hãi khi nhận ra xuồng của Bảy núi. Anh ta còn ráng bơi đi chứ không chịu gác dầm lên khi Bảy núi cất tiếng gọi anh ta lại. Thấy vậy, Bảy núi nổi gió buông dầm, chụp súng lên quát gọi người kia: Ê, đi đâu đó? Tính chạy báo cho ai hả? Người kia hốt hoảng ra dầm quay lại: À, dạ không có đâu ông Bảy. Bảy núi chờ cho mũi xuồng mình vừa cập về xuồng bên kia là Mạnh Thúc Hồng Tiểu Liêm vào ngang hông anh thợ câu: Sao mày biết tao? Anh kia càng tái mặt lắp bắp đáp: Dạ dạ, ở dưới này ai mà không biết ông Bảy. Quỳnh Mai lo sợ cho số phận của anh kia cũng nói vô: Anh Bảy, anh đừng giết ổng người ta. Bảy núi quay phát lại nặng ngang: Cô ngồi im đi, không việc gì mà phải trộn rộn. Rồi như biết mình quá nóng, Bảy núi nới họng súng của mình ra và gằn giọng hỏi thêm anh thợ câu: Sao mày thấy tao mày chạy, đi báo cho ai đó? Người kia nhăn nhó: Dạ tôi đang lủi trốn thấy mồ đây mà còn dám đi báo ai. Tôi là dân lo mần ăn, và thấy ai tôi cũng chạy hết. Mày trốn cái gì? Tao có giết mày đâu mà mày sợ? Bộ mày nói tao là hung thần ác quỷ gì sao? Người kia rên rỉ vang kêu: Ông Bảy nói nhỏ nhỏ giùm. Thiệt, hồi khuya tới giờ tôi không có làm ăn gì được hết trơn. Mới đâm xuồng vô ruộng tính đi gỡ câu thì lại đụng đầu với mấy ông ở đâu ào tới bắn nhau một sát, khiến tôi lũi thiếu điều xón đái. Thấy yên yên tôi tính quay về nhà chờ cho sáng tỏ rồi trở vô đồng, thì lại đụng với mấy ông lính ngoài đồn vô. Bảy núi giật mình: Lính đồn nào vô mày? Dạ lính đủ thứ Tây Miên. Chắc mấy ổng nghe súng nổ trong này sau đó nên mới hừng sáng là mấy ổng lò mò vô tới. Tôi thấy mấy ổng đi đến đồng bên phía ngó ra chợ Hồng Ngự nên vội tháo lui ra đây kế gặp ông Bảy. Bây giờ tụi nó ở đâu? Sao em rơ vậy? Anh thợ câu lấm lét ngó về xóm nhà ven kinh cầu muốn: Chắc mấy ông kích sẵn ở trỏng để chờ cho thiệt sáng tỏ. Sao không ai trộn rộn gì hết vậy? Người kia vội đáp: Thì ông Bảy nghĩ coi, hồi khuya có súng nổ ở đây rồi bây giờ mấy ông vô, cô bác ở trong xóm chắc tưởng đâu hai bên cận nhau lắm nên rút ở luôn trong nhà cho chắc. Với lại thấy mấy ông vô tới nơi mà còn chạy láng chán thì mấy ông nổ chết làm sao, đành ở lại chịu trận vậy. May là tôi đây tinh mắt, chứ không thôi bơi xuồng lủi thẳng vô xóm thì thế nào cũng bị mấy ông bắt, rồi còn bị ra hỏi thắt họng nữa. Bảy núi gật đầu, đoạn hỏi lại: Bây giờ mày đi đâu? Dạ đi trốn cho xa chứ còn đi đâu nữa. Bảy núi nghiêm giọng: Không được,
Tao để mày đi lang bang rồi mày gặp ai cũng nói là có tao gì ở đây. Anh kia lắc đầu lia. Dạ tôi nói tới mồ tới tổ gì tôi. Nhưng tụi nào khác gặp mày tụi nó cật vấn thì mày xì ra. Dạ không có đâu ông Bảy. Vậy sao tao hỏi mày nói? Dạ ông Bảy hỏi thì tôi phải nói. Bảy núi cười là hơ. Còn tụi khác? Dạ tụi khác tôi không nói. Sao keo hoài? Nếu tao hỏi này mày khơi khơi thì đến khuya mày cũng chẳng trả lời. Hắn ta chợt thúc mạnh mũi súng vào hông người kia. Cái này hỏi à, mày mới trả lời gấp nè. Anh kia lắp bắp. Dạ dạ đâu có. Bảy núi cười nói tiếp. Tụi khác có gặp mày thì cũng dùng thứ này để cạy răng mày ra. Chứ bộ tụi nó dụ ngọt mày được sao? Thôi chịu khó bơi xuống theo tao. Người kia rên rỉ. Dạ tôi theo ông Bảy thì cũng được rồi. Nhưng tôi đây là dân mừng ăn mà đi theo kiểu đó. Rủi con gì không biết nổ bậy thì thấy mẹ tôi rồi còn gì. Bảy núi chỉ về phía rừng sậy. Mày chịu khó theo tao vô đám sậy kia chơi một chút. Và đợi khi nào tao đi lọt khỏi vùng cầu muốn thì tao để mày về thông thả. Nhưng rủi dọc đường. Bảy núi sẵn giọng. Bộ cái mạng của mày quý hơn cái mạng của tao sao mà mày lo? Và chẳng lẽ tao lại lủi vô chỗ chết mà mày sợ? Bơi xuồng đi trước và nhắm hướng đám sậy đó. Mày mà lộn xộn thì đừng có trách. Tao còn lẹ tay lắm nha mày. Anh thợ câu bắt buộc phải nghe theo. Bảy núi quay lại cười với Thế và Quỳnh Mai. Hơ, chút xíu nữa thì mệt rồi. Số của bọn mình chưa tới nên bà cậu mới độ cho mình gặp ông bạn kia. Có tay vô thì mình khỏe rồi. Để khi vô tới rừng sậy tôi chọc cho cha con nó cũng đầu nhau chơi. Thấy hắn ta cười nói như không, Thế thầm yên tâm. Còn Quỳnh Mai ủ rũ ngồi co ro lại và không đá động gì đến chuyện đòi lên sớm cầu muốn để sang Hồng Ngự tìm nhạn nữa. Khi vừa đến mí rừng sậy, Bảy núi đứng lên ngó chừng ra phía đồng trống và đã thấy gần chục chiếc xuồng của bọn Hồng Phụng đang túa tới. Và chưa chi chúng đã tản ra để tiến về hướng rừng sậy. Trời bắt đầu sáng tỏ, chắc bọn này cũng đã trông thấy xuồng của Bảy núi. Bảy núi ung dung ngồi xuống và lên tiếng gọi anh thợ câu. Ê tụi, đợi một chút, không có việc gì đâu mà gấp, ngồi hút thuốc nghỉ ngơi lai rai đi. Anh thợ câu vội đứng lên ngó quanh và hoảng sợ kêu lên. Ý trời, ông Bảy nên dông luôn đi, chứ còn sói rớ đây làm chi nữa. Lớp tây đang nằm sẵn một bên, bây giờ lại thêm cái đám nào đang càng tới nữa này. Bảy núi quắc mắt. Câm mỏ lại, không phải việc của mày mà. Bộ mày tính chỉ huy lại tao sao? Anh thợ câu nhăn nhó ngồi xuống. Nhưng mấy ông có súng có ống, còn tôi tay trơn, tôi chết lây thì oan cho tôi quá. Tôi còn vợ con lùm đùm đề đề ở nhà. Bảy núi bật cười, dịu giọng lại. Hơ, tao nói không sao mà. Mày có chết tao thừa mạng cho, mẹ nó làm bộ hoài. Giả tỉ như mày ngồi ở nhà rồi tay nó thục ô vít vô, rớt ngay ở nóc nhà mày chết, không oan à. Còn rủi tụi tao đây có chết thì cũng kể như là chó chết chuột chết hả? Bộ nội cái đám ba bốn người đây chỉ có mình mày là con người hay sao? Anh kia rên rỉ. Dạ tôi lo làm ăn nuôi vợ nuôi con. Và mỗi khi tôi đem cá ra chợ bán, gặp ông nào lấy thuế tôi cũng đóng đầy đủ hết. Bảy núi gắt lên. Đồ họ, thằng nào cũng lo là mần ăn đóng thuế như mày thì 1000 năm nữa nước mình cũng không độc lập được. Thôi câm họng đi, mày lộn xộn là tao hạ liền. Bộ tao không dám làm vậy hả? Anh kia méo mặt. Dạ ông Bảy dư sức làm như vậy. Biết vậy là tốt, một chút nữa tao để cho mày đi. Dạ bây giờ ông Bảy cho tôi đi thì mụ nội tôi cũng chẳng dám ló mặt ra. Bảy núi phì cười. Mà vậy thì ráng theo tao một đổi nữa, sắp êm rồi mà. Anh thợ câu nhăn nhó nhìn khẩu súng trên tay Bảy núi và cằn nhằn một mình. Êm một cố tổ tôi chứ êm. Bảy núi cất mũi súng lên hướng về phía sớm nhà trong cầu muối, ria mấy loạt du dơ. Đoạn chỉa ra phía bọn Hồng Phụng tuôn cho hết băng đạn. Xong xuôi hắn ta ung dung ngồi xuống tra băng đạn khác vào súng, rồi cười bảo anh thợ câu. Hờ, thôi đi tới đi mày, bấy nhiêu đó đủ xài rồi. Bảy núi vừa dứt lời thì từ phía cầu muốn đủ cỡ súng bắt đầu nổ túa về hướng rực sậy. Bảy núi bảo Thế bơi xuồng theo anh thợ câu rồi đứng lên quan sát bên ngoài. Đoàn xuồng của Hồng Phụng đã bắt đầu thối lui, và chưa chi Bảy núi thấy có một toán lính thổ từ phía cầu muốn băng ra đồng để rượt theo đoàn xuồng của đám Hồng Phụng. Bảy núi hễ hả ngồi xuống khoe với Thế. Ha ha, cha con nó bổ xuôi với nhau rồi. Bây giờ anh em mình đậu xuồng trong đám sậy này, ngủ thẳng cẳng cũng chẳng sao. Mùa nước trốn ở đây là nhất hạn, nhưng tôi dặn anh trước qua mùa khô. Nhà anh chui vô đây để ẩn thì dám thành con heo quay lắm mà. Mùa khô hễ có bố, tụi tay hay phóng quả đám sậy này lắm. Bên ngoài súng tiếp tục nổ đều đều. Thỉnh thoảng vài con cò ma hoặc gà nước núp trong rừng sậy hoảng sợ bay dục lên, khiến Quỳnh Mai giật mình thon thót.
nhưng rồi cũng quen dần với những tiếng động bất chợt ấy. Bỗng có những loạt súng nổ vang ở phía trước mặt như là cuộc đụng độ lớn. Bảy núi quơ tay ra dấu cho Thế ngừng dầm. Riêng phần anh Thợ Câu, khỏi cần phải đợi ra hiệu lôi thôi, anh ta đã cho xuồng lủi đại vô một bụi sậy bên đường nước. Bảy núi lắng tai nghe ngóng, tiếng súng ở ngoài mặt đồng vẫn còn nổ đều, nhưng ở phía trước mặt, vì sậy mọc dày bịch không thể trông thấy một ai quá năm thước, tiếng tay chen lẫn với tiếng miên. Bảy núi nhíu mày quay lại, khẽ bảo Thế. Coi hơi kẹt đó anh, tụi nó lại chặn ở phía trước nữa, nhưng chắc chỉ có hai toán quân thôi, mà chẳng lẽ tụi nó đã trông thấy bọn mình? Hay có dân trong xóm chạy ồ vô đó nên... Bảy núi chưa nói dứt lời thì một loạt đạn ria ngang thân sậy ngay phía trên xuồng, làm hắn phải mập người xuống. Quỳnh Mai lẫn Thế cũng nằm sát lên sập xuồng. Bảy núi ngó ngoái ra phía sau để ra dấu bảo Thế nằm yên. Vốn là một người có nhiều kinh nghiệm, hắn không khỏi ngạc nhiên về loạt súng lẻ loi mới rồi. Nếu bọn lính Tây hay Thổ có len lỏi vào rừng sậy thì thế nào bọn chúng cũng nổ súng văng mạng, chứ không nhấp một loạt ngắn ngủi như vậy. Do đó bảy núi tin chắc rằng ngoài bọn lính Tây và Thổ ở đây, phía rìa ngoài rừng sậy còn có đôi ba kẻ lạ mặt thuộc vào dân ở trong rừng đang ẩn nấp gần đâu đây. Có lẽ mấy tên này định chạy vụt ra mặt ngoài cũng như mình, nhưng lại chạm trán với Tây hay Thổ nên vội thối lui trở lại. Rồi khi nghe có tiếng xuồng bơi tới quá gần nên hoảng sợ nổ súng cản trước để tìm cách tháo đi về phía khác, hoặc giờ phản ứng để liều mạng ăn thua đủ. Bảy núi nhớ trực lại tên Tám, hắn vừa mừng mà cũng vừa lo. Mừng vì còn tin tưởng rằng tên thuộc viên ruột của mình không đến nỗi nào, nhưng lo ở chỗ bị kẹt quá, tên Tám rất có thể chơi ngặt với hắn để cầu sự an toàn. Phải chi không có bọn Tây ở bên ngoài. Có tiếng khua động nhẹ ở trước mặt. Bảy núi biết rằng người ở phía đó đang mò lại gần. Hắn nắm chặt khẩu súng trong tay, nhưng thở dài khi chợt nhớ ra còn có Thế và Quỳnh Mai. Bảy núi biết rằng nếu có một mình hắn sẽ tỉnh hơn nhiều. Đến nước này nếu hắn thẳng tay đương cự với bọn cùng ở trong đám sậy thì thế nào hắn cũng thủ thắng và thoát được dễ dàng. Nhưng còn Thế và Quỳnh Mai, trong trường hợp đó ít ra một trong hai người này sẽ bị rớt ở dọc đường ngay trong đám sậy này. Chữ rớt được tác giả để trong ngoặc kép ám chỉ là chết. Tiếng sột soạt ở phía trước mặt nghe mỗi lúc mỗi rõ thêm. Bảy núi thừa hiểu rằng bọn là mặt kia đang nắm thế chủ động. Hắn ta có thể nổ súng càng về phía đó, nhưng chắc là bọn kia có thừa thận trọng để phòng bị sẵn. Làm như thế, bất quá hắn cũng chỉ làm chậm lại sự nhích gần của bọn kia, nhưng đồng thời lại tự tố giác mình thêm. Hắn vẫn nằm mập sát xuống sập xuồng và vẫn quay mặt về phía Thế và Quỳnh Mai. Thế bắt đầu lo quýnh. Anh ta ra dấu bảo Bảy núi nên cùng lăn xuống nước để lẫn trốn. Bảy núi khẽ lắc đầu và chỉ về phía Quỳnh Mai. Thế nhăn mặt và nằm im, tay vẫn lầm lầm khẩu súng. Chợt có tiếng còi khẽ từ phía trước mặt vang lại. Đại ca đó hả? Bảy núi nhận ra giọng nói quen thuộc của tên Tám và hắn bắt buộc phải lên tiếng. Tao đây. Mày đó hả Tám? Bảy núi vừa hỏi vừa ngóc đầu ngồi khom lên và ngón tay để sẵn lên cò cây tiểu liên. Không nghe có tiếng tên Tám nói năng gì nữa, nhưng lại có tiếng nước khô đọng khẽ ở phía ngang hông xuồng của Bảy núi. Bảy núi nổi nóng quát chữ thề. Ê Tám, tụi bay tính cái gì đó hả? Đù họ, tụi bay có tính chơi cái gì thì để tay nó về hết rồi chơi không được sao? Một phát súng nổ chát chúa, Bảy núi chưa kịp quơ cây tiểu liên thì đã té ập xuống. Hắn còn ráng gượng dậy, nhưng rồi phải buông súng với tay rút chiếc khăn tắm xuống để ôm chặn lấy một bên ngực và kêu khẽ. Mẹ nó, tôi bị rồi. Từ phía tên Tám chợt một loạt súng nổ vang. Bọn người trên xuồng của Bảy núi càng nằm mập xuống thêm và tưởng chừng như rồi đời hết. Nhưng không, liền sau đó có tiếng người bị thương kêu la thất thanh, rồi những chàng tiếng miên kêu réo nhau tiếu tích, rồi tiếng người chạy vụt bươn ào ào trong đám sậy. Mấy loạt súng nữa đuổi theo nơi có người phát chạy, và sau đó vài giây có tiếng xuồng bơi nhanh trở lại. Đó là xuồng của tên Tám. Anh ta vội lên tiếng gọi Bảy núi. Đại ca, có sao không? Bảy núi và Thế quay lại thì thấy xuồng của tên Tám đã tới nơi. Hai tên thủ hạ của anh ta chưa chi đã gác chầm lên để cầm súng trông về phía xuồng của Bảy núi như để thủ trước. Một tên thủ hạ của tên Tám mặt mày hầm hầm và còn đang lải nhải cằn nhằn anh ta. Tôi đã biểu là để thay kệ tụi lính Thổ mà, anh không nghe. Mình lo rút về chỗ khác có phải khỏe hơn không? Anh quậy như vậy, lát nữa tụi nó kéo vô đông nữa thì thấy mẹ hết. Tên Tám sẵn giọng. Cầm mỏ lại mày. Chẳng lẽ thấy tụi nó rình lội tới mà mình làm ngơ? Mày không thấy đại ca Bảy bị thương kia sao? Tên Tám níu lấy bè xuồng của Bảy núi hỏi khẽ. Đại ca, bị ở đâu đó? Có nặng lắm không? Bảy núi thở hổn hển nhưng cũng ráng cười.
Bị lo canh tụi bay nên để sơ sẩy cho tụi thổ nó bò lại gần. Trúng ngực, chắc không êm rồi. Tụi thổ đâu rồi? Tên Tám ôm lấy vai Bãi Núi để xem sơ qua vết thương mà hắn vẫn còn lấy tay bụm chặt, với chiếc khăn tắm bắt đầu ướt máu. Trong lúc Thế và Quỳnh Mai cũng bu lại, hai tên thủ hạ của tên Tám vẫn ngồi yên, súng hòm sẵn trên tay. Bọn chúng nhìn Quỳnh Mai chăm chăm, rồi không hẹn mà cũng quay lại cười tủm tỉm. Tên Tám vội nhảy qua xuồng của Bãi Núi và bảo hai thủ hạ của mình: "Tụi bay lo canh chừng cho kỹ mặt đó, bị cứu vừa rồi chắc mấy thằng thổ ê càng chưa dám vô nữa đâu. Tụi lính này đi ít, mình không sợ gì hết. Hễ tụi nó ló vô là mình khỉa. Tụi này ở trên đồn thấy dễ ăn nên mới mò vô, chứ không phải thứ đi bố lớn. Ít ra tụi nó cũng còn phải đợi cái tớp đang rượt theo cái đám của thằng Hồng Phụng ngoài ruộng." Thế chèn vô hỏi Bảy Núi: "Đại ca, nhóm có sao không?" Bảy Núi ráng mỉm cười nhưng giọng nói đã phều phào: "Không sao, không chết đâu mà." Tên Tám vội nâng tay Bảy Núi lên, mở hàng nút áo ra để xem kỹ vết thương. Anh ta nhăn nhó kêu lên: "Coi bộ không êm." Bảy Núi cũng cúi đầu nhìn xuống. Hắn tái mặt khi nhận ra sợi dây bùa niệt mà hắn luôn đeo chéo bên nách đã sút mất từ lúc nào. Có lẽ trong lúc hắn phải lội trốn khi bị bọn Hồng Phụng phục kích. Rồi hắn nhìn lại vết thương tóe miệng không ngớt phục máu tươi ra. Hắn càng buồn rầu thêm khi thấy máu chảy nhòe ra và che mất mấy hàng bùa xăm trên ngực. Như một gốc cổ thụ bị tróc gốc, hắn buông người trong tay tên Tám và nhắm nghiền mắt lại để thở. Tên Tám vội đặt hắn nằm xuống. Hắn lục túi Bãi Núi để moi ra, lấy thuốc rê ra đắp đỡ lên vết thương của Bãi Núi. Bãi Núi chợt mở mắt ra, cố gượng ngồi dậy nhưng không đủ sức. Hắn liền quơ tay thọc vô túi, mò lấy tờ bố cáo ra do gọn trong bàn tay, rồi cố đưa mắt tìm Thế để quăng ra cho Thế nhặt lấy. Một tên thủ hạ của tên Tám ngồi gần đây lẹ tay chụp hớt mảnh giấy của Bãi Núi. Thấy vậy, Bãi Núi vội chụp lấy khẩu súng và nghiến răng trợn mắt: "Mày có trả tờ giấy đó?" Thế vội chen đến kèm họng súng cạnh sườn tên Tám, rồi mới lên tiếng khuyên lơn Bảy Núi: "Ăn thua gì đại ca, bề gì cũng còn có tôi đây. Tôi dở thiệt, nhưng lần này chẳng lẽ tôi chịu khoanh tay hay sao?" Tên Tám chưng hửng nhìn xuống mũi súng của Thế, rồi ngó sang tên thủ hạ chắc lưỡi hỏi: "Cái gì kỳ vậy? Bộ mấy người điên hết à? Giấy gì đó mày?" Tên thủ hạ phạch tờ giấy bố cáo ra, chăm chú đọc nhỏ, bất cần phải để ý đến Thế, rồi quay qua nói như khoe với tên ở sau lái: "Tụi tay treo giải thưởng bắt đại ca Bảy Núi mày ơi, 200.000 lận nghe." Tên kia sáng mắt: "Vậy hả?" Rồi cả hai cùng ngó lại tên Tám như hỏi ý. Tên Tám có vẻ ngượng nên làm bộ hỏi lại: "Cái gì mà có giải thưởng ở đó hả?" Tên cầm tờ giấy bố cáo liền trao tờ giấy này cho tên Tám. Tên Tám nhích người ra, và khi thấy mũi súng của Thế cũng nhích theo, anh ta cười lạc: "Anh này sao nóng nảy quá, tay thổ nó đang dây ở bên ngoài đó mà không lo, chẳng lẽ anh cứ ghim tôi hoài vậy được sao? Đại ca Bảy thì đã bị thương, nay bất quá anh chỉ có một mình, còn tụi tôi có ba tay súng lận. Anh muốn làm cho coi sướng mắt thì được, chứ muốn bảo vệ đại ca Bảy cho được thì tốt hơn anh nên nghĩ ra cách nào khác." Thế đau đớn nhìn lại Bảy Núi và mũi súng của anh ta cũng từ từ hạ xuống. Tên Tám ung dung đọc sơ qua tờ bố cáo, rồi dò tờ giấy trong tay thành viên đạn buông thả xuống mặt nước. Xong, anh ta mỉm cười bảo Thế: "Chẳng lẽ anh thương đại ca Bảy hơn tôi sao?" Thế cảm động nhìn trân anh ta: "Cảm ơn anh, dù sao mình cũng không nên lợi dụng lúc này." Tên thủ hạ của Tám vội lên tiếng: "Nè anh Tám, bộ anh không có đọc trong tờ giấy đó sao?" Tên Tám quắc mắt: "Có, nhưng tao thấy số tiền 200.000 là quá ít, và không đáng để tao trở mặt với đại ca Bảy trong lúc này. Coi, cả đời mình làm sao kiếm được số tiền đó? Bởi vì mình cũng đã bỏ, nói cho đúng ra thì đã phản đại ca Bảy, thì sớm muộn gì mình cũng đi đến chỗ, hoặc là mình để cho cái đám còn theo đại ca Bảy hạ mình, hoặc là mình phải hạ họ, chứ không còn cách gì gặp nhau, rồi mời nhau uống nước hút thuốc hết. Nhất định là như vậy, vì chẳng lẽ mình phản mà đại ca Bảy chẳng nói gì hết? Và chẳng lẽ một khi đại ca Bảy ra tay mà mình nhắm mắt chịu chết?" Tên Tám gạt ngang: "Mày nói đúng, nhưng không phải nhẹ lúc này mà khui chuyện đó ra đây." Tên kia vẫn còn cãi lại nhưng thấp giọng xuống: "Chứ anh nghĩ coi, còn đợi lúc nào nữa? Chẳng lẽ mình đợi chờ cho mấy anh chả sởn sơ trở lại rồi đâm đầu vô để tự tử? Với lại đâu phải lúc nào tay có một số tiền 100.000 dâng tới miệng mình." Tên Tám xua tay: "Tao biểu mày dẹp chuyện đó qua một bên đi, tao không muốn nghe thêm một lời tiếng nào nữa hết." Tên kia cất cân cổ lên: "Anh Tám, tụi tôi nhắm mắt theo anh vì thấy anh trước đây anh chơi đại ca Bảy lục, đại ca Bảy kém,
Nãy tôi coi bộ anh cũng bắt đầu làm sao rồi đó. Cái thế của mình ngày nay là thế cọp. Mới rồi anh lại nhà đụng chạm với thằng Hồng Phụng nữa. Nếu chả điều tra biết rõ. Thế giọt miệng nói: Đại ca Bảy đã hạ thằng đó rồi, mấy anh khỏi lo gì về mặt ấy. Tên kia trợn mắt nhìn tên Tám. Ý trời, như vậy càng găng thêm nữa. Tụi nó có người tràn gì hết á. Sớm muộn gì tụi nó cũng phanh phui ra chuyện mình đoạt cô Quỳnh Mai. Tụi tôi nghe lời anh một hai lần trong mấy việc đó có hại, chứ chẳng lẽ nhắm mắt nhắm mũi hoài sao? Tên thủ hạ ngồi sau lại cũng góp ý vô, nhưng với những lời lẽ ôn tồn hơn. Thằng này nó nói vậy cũng có phần phải anh Tám mà. Tuy nó có hơi nóng một chút, không phải tụi tôi muốn cãi lệnh anh, nhưng anh nên nghĩ lại, kẻo anh em mình chết chín chùm mà rồi chẳng làm nên cơm cháo gì hết. Lúc này tay nó mạnh quá, rồi lớp bọn Hồng Phụng cũng chẳng vừa gì nữa. Anh em mình đứa nào cũng nấy cũng bãi quải hết trơn. Trước đây đại ca Bảy cũng thấy chỗ đó, nên tính trở về thành dưỡng sức. Anh ta liếc chừng Bảy Núi, rụt rè nói thêm: Tôi thấy đại ca Bảy cũng bị thương nặng, chắc không qua khỏi. Mình có nghĩ đến đại ca cách mấy thì cũng để bụng. Nếu rủi mình xa vô tay của mấy cha nội bên đại ca Bảy cũng không sống. Chuyện đánh giặc đánh giả thì phải vậy, hên nhờ rủi chịu. Chi bằng nhân lúc này, mình nên tính kiếm ba mớ thủ cho anh em xài, rồi mạnh ai nấy giọt cũng được. Muốn tiếp tục như cũ thì cũng khỏe hơn nữa. Tên Tám gằn giọng: Hai đứa bay nhất định như vậy phải không? Tên ngồi trước mũi xuồng gượng cười: Tôi với bàn với anh, mình bây giờ lỡ kẹt tứ bề bốn hướng hết trơn, và nên lo lần là vừa. Tên sau lái cũng nói thêm vô: Anh Tám, anh nên tính gấp đi. Tên Tám quát lên: Tao tính rồi, không phải tao không biết tụi mình kẹt đủ thứ hết, và cũng không phải tao không ham số tiền mấy trăm ngàn kia, nhưng chơi xấu với đại ca Bảy ngay trong lúc này thì không được. Tên trước mũi cười lạc: Hơ, thiệt ra tao cũng không biết tụi bay sao đây mà kéo nữa. Tao thấy nó làm quá, tao cũng phải lo cho cái thân tao trước. Rủi kéo nó không nghe, nó nhẹ tao mà nó mần thịt trước thì sao? Tụi bay đã dám chơi cái kiểu này thì hết còn ở đó nói chuyện phải quấy gì được nữa. Tên kia nhún vai: Thiệt ai cũng nóng hết. Tên Tám hất hàm hỏi: Còn mày, bây giờ mày tính sao? Tên kia ngơ ngác rồi lên giọng trách móc: Dạ còn tính sao nữa, anh không muốn động chạm tới đại ca Bảy thì thôi. Cái gì anh cũng phải nói trước, khi không anh làm vậy rủi tụi tôi đây cũng nóng nảy như thằng kia, thì anh em mình lôi thôi lắm. Tên Tám phát chửi thề: Mẹ họ, mày nói nghe sướng quá ha. Thì tao biết tụi bay nóng nảy nên tao mới làm vậy. Bây giờ mày còn nói cái giọng cha đó thì tao phải tính cho mày. Bảy Núi vội chen vô: Thôi tụi bay ơi, tiền thưởng đâu không thấy mà tao đã thấy tụi bay ạch đụi nhau quá. Lo nghỉ ngơi một chút đi, để rồi còn kiếm cách ra khỏi chỗ này. Việc gì cũng hết rồi, vậy tụi bay còn đứng đó để bắt bẻ nhau làm gì nữa. Thế cũng nói vô: Thôi mấy anh em ơi, mấy anh em nên nghe lời đại ca Bảy đi. Tên Tám lạnh lùng ngắt lời Thế: Việc riêng của tôi, mấy cha khỏi phải xí vô chi cho thêm rộm. Đoạn anh ta quay lại hỏi tên kia luôn: Bây giờ tao cho mày đi, chịu không? Tên kia trợn mắt: Dạ đi đâu? Tên Tám khẽ hất đầu súng: Thì mày muốn đi đâu thì đi. Nghĩa là anh đuổi tôi. Tên Tám nhún vai: Chứ mày ở đây không tiện, dầu sao cái vụ này cũng xảy ra rồi, và chẳng lẽ tao vừa lo canh chừng tay rồi lo canh chừng mày nữa sao? Tên Tám cười lạc nói tiếp: Có cái vụ này rồi, dẫu tao cũng tin không nổi, tao cũng không dám tin. Tên kia kêu lên: Anh nghi như vậy thì chết tôi rồi. Rồi như trực nhớ điều gì, anh ta cuống quýt hỏi tên Tám luôn: Chẳng lẽ anh để tôi đi khơi khơi như vậy sao? Anh Tám, anh nên nghĩ lại, bộ anh tính. Anh ta chưa nói hết câu và nâng vội khẩu súng lên. Tên Tám như đã chờ đợi sẵn phản ứng này, mà chỉ miết mạnh ngón tay lên cò khẩu cắt pin. Phát đạn gần sát một bên đó cũng quá đủ. Thế và cả Bảy Núi cũng phải ê răng trước sự trầm tĩnh lạnh lùng của tên Tám, như biết rõ rằng mình chỉ cần bắn một phát súng thôi là đủ. Tên Tám nhanh nhẹn xông tới trong lúc tên kia bị trúng đạn ngay nơi sống mũi, bật ngửa mình ra phía sau. Thân thể của tên này còn chới vế phía trên sạp xuồng, thì tên Tám đã tiến đến nơi giật ngay khẩu súng còn dính trên tay của kẻ xấu số, rồi quơ chân đá tạt ngang cho cái xác của tên này rớt luôn xuống nước. Tên Tám nhìn sạp xuồng và có vẻ hài lòng khi thấy sạp xuồng này còn sạch trơn, máu tên kia chưa kịp chảy rớt xuống đấy. Mãi đến lúc này, tên Tám mới thở ra rất mạnh. Tiếng thở ra đó cũng có thể là một tiếng thở dài. Anh ta trầm ngâm nhìn lên sạp xuồng của mình. Sạp xuồng vắng bóng hai tên thủ hạ. Rồi anh ta ngồi thụt xuống
chậm rãi đặt hai khẩu súng trên tay mình lên sạp xuồng, đoạn cầm dầm lên và quay qua bảo Thế. Anh Liệu cho xuồng đi lần ra phía sông cái để yên yên rồi giọt luôn. Thế qua phút ngơ ngác ngoan ngoãn theo lời anh ta. Bảy Núi cố nghển cổ ra để nhìn xuống mặt nước cỏ đen kịch, rồi như quá mệt mỏi buông phịch đầu nằm xuống, phều phào lên tiếng. Thằng Tám, mày làm như vậy cũng hơi lô. Tên Tám trả lời bằng một giọng dùng dằn ngang. Chứ để nó sống sao được, đại ca biết khỉ gì mà nói. Biết chứ, sao không. Mày cũng ở lò của tao ra chứ đâu nữa. Nhưng tao coi bộ thằng kia cũng biết phận. Tên Tám thiếu điều muốn quát lên. Ôi thôi, đại ca quá xưa rồi. Nó biết phận, nhưng thả nó đi thì không được, mà cho nó về ở chung với anh em, đại ca có bịt miệng nó luôn được không? Thế nào nó cũng sầm xì với mấy thằng kia về chuyện nọ, rồi tụi nó lung tung lên như vậy 3-7-21 ngày là có thằng đốc chứng. Nghe tên Tám giải thích như thế, Bảy Núi không khỏi cảm thấy hả hê trong lòng. Hắn phát cười khang. Tiếng cười ngắn và héo hắt ấy cũng đủ làm cho tên Tám chưng hửng, rồi bực mình. Anh ta vốn không mấy hài lòng về hành động của mình mới rồi, nhất là giờ đây Bảy Núi hết còn bị hăm dọa về mặt nội phản. Anh ta cau mày hỏi Bảy Núi. Đại ca còn cười cái gì nữa đó? Bảy Núi ôm tồn đáp. Cười sự lo xa của mày chứ gì nữa. Tên Tám quặm mặt. Tôi bị rắc rối đủ thứ vì còn nghĩ chút tình nghĩa với đại ca, mà đại ca còn nằm đó cười nữa chứ. Cái đó tao cảm ơn mày, nhưng tao cười chuyện mày lo cho mấy thằng em của mày sẽ lộn xộn. Bộ không đúng sao? Bảy Núi khẽ gật đầu. Đúng mi bon chứ còn gì nữa. Mày giỏi đó. Chỉ huy thì phải biết ngó xa, thấy trước nhất là chỉ huy một bọn đầu trâu mặt ngựa. Bọn quỷ vương như cái thứ của mày kéo ra ở riêng đó. Vậy thì tôi lo là phải chứ còn gì nữa. Nhưng tao muốn nói là không biết mày đã thấy rõ cái gương tày liếp trước mặt mày đó chưa. Nhấp nhai chứ đâu có lâu lắc gì. Tên Tám nhíu mày. Cái gì mà gương trước mắt? Cái gì mà nhấp nháy? Bảy Núi nhướng mắt để nhìn thẳng vào mặt anh ta. Thì tại mày phản tao đó. Mày phản tao được thì tụi đàn em của mày cũng phản mày được. Từ trước đến nay thiếu gì đứa muốn giết tao, nhưng tụi nó còn ngang. Bây giờ có mày mở đầu và tụi nó thấy việc phản đó coi bộ cũng dễ qua, nên tụi nó mới được mời làm tơi. Và không chừng tụi nó còn rút kinh nghiệm thêm ở mày, và phản mày còn ngon lành hơn là mày đã phản tao nữa. Tao cười vậy đó mày à. Tên Tám cau có nghe Bảy Núi nói, và khi Bảy Núi dứt lời, anh ta nín thinh một lúc khá lâu, rồi thở dài nhìn lại Bảy Núi chép miệng nói. Thì cũng tại tôi đi hơi bét ra, như đại ca thường nói, tôi muốn làm cho lấy sướng mà không làm cho lấy được. Bảy Núi mỉm cười nhìn sang anh ta, rồi nhìn sang Thế, nói nhỏ nhỏ. Tao coi bộ ai trong tụi mình cũng mắc phải cái nhớp đó, và mắc một lần thì cũng đủ sất bất sang ban rồi. Huống chi tụi mình hè nhau mà mắc lu bù. Và bởi vậy tao mới nằm thẳng cẳng ở đây. Hắn ta thở dài rồi đổi giọng hỏi Thế. Đại ca nhắm tình hình yên lại chưa? Thế cười cượng. Từ nãy giờ tôi mắc lu bu ở đây nên cũng chẳng để ý tới cái gì ráo. Bảy Núi nhăn mặt. Đó là bậy ghê lắm mà. Phải tụi nó nhẹ lúc này mà ập vô càng thì còn sướng nữa. Tên Tám đứng lên ngó quanh rồi nói. Coi bộ yên, chắc tụi nó chú ý đến bọn của thằng Hồng Phụng ở ngoài đồng nhiều hơn. Bây giờ mình cái việc men lần ra phía sông cái rồi dông thẳng. Bảy Núi nhìn lại hỏi. Rồi mày đi đâu nữa? Tên Tám quể quải ngồi xuống quơ dầm bơi tới. Tôi sẽ kiếm đường về với nhóm anh em còn kẹt ở bển, nhưng không biết tụi thằng Hồng Phụng có thấy tôi dính vô vụ này không nữa. Thế rồi nói chen vô. Cái đó thì anh khỏi lo. Theo chỗ tôi độ thì tụi nó tưởng đâu anh cũng thuộc về phe của đại ca Bảy.
Không biết anh và hai anh kia lần mò qua đây và đụng với tụi nó, tụi nó có hay biết chút đỉnh gì không? Tên Tám lắc đầu. Đỡ cái lúc đó trời còn tối mịt và tôi cũng không dám hó hé lên tiếng gì hết. Như vậy là anh vững rồi. Nhất là hiện nay thằng Hồng Phụng không còn nữa, và bộ hạ của nó sẽ ghim về đại ca Bảy này nhiều hơn. Bảy Núi gượng cười lên tiếng. Theo tôi thì kể như huề. Tôi chỉ ráng sống hồi hộp để chờ mấy anh em đi thoát. Quỳnh Mai rơm rớm nước mắt nói vô. Không sao đâu mà anh. Bảy Núi nheo mắt nhìn lại Quỳnh Mai, khẽ gật đầu như để tỏ ý cảm ơn về sự lo lắng của cô ta, đoạn quay qua hỏi tên Tám. Mày còn quên một điều này nữa. Khi về gặp lại đám đàn em của mày, mày sẽ nói sao về vụ hai thằng kia? Chẳng lẽ mày nói là hai đứa nó mắc phong mắc dịch, chết ngẫm hết ở dọc đường? Tên Tám có vẻ không ưa khi thấy Bảy Núi cứ tiếp tục săn sóc đến mình một cách từng ly từng tí chút như thế. Anh ta cầu nhàu đáp. Chuyện đó đại ca khỏi phải chỉ vẽ cho tôi mà. Bảy Núi cười lạc. Tao quên nữa. Nay mày đã đủ lông đủ canh. Tên Tám lắc đầu tỏ ý thương hại bậc đàn anh cũ của mình đang nằm dài chờ chết trên sạp xuồng ấy. Anh ta phải dịu giọng lại. Chuyện đó ăn thua gì, thiếu gì cách nói. Sẵn có vụ tay thổ vô đây thì tôi nói là hai đứa nó bị bọn này phục kích bắn chết. Tên Tám nhếch mép cười rồi còn khoe. Để yên yên, tôi còn tổ chức lễ truy điệu cho tụi nó nữa. Bảy Núi nhíu mày. Lễ truy điệu gì nữa mày? Tên Tám sẵn giọng. Chẳng lẽ có lễ truy điệu vì tụi nó phản lệnh tôi? Truy điệu theo kiểu anh hùng tử sĩ đó mà. Bảy Núi bật cười. Tao phải phục mày sát đất. Cái này mày mới học mót được sách của thằng Hồng Phụng đây. Tên Tám gắt lên. Đại ca sao ham nói quá, mặt mày của đại ca tái hết kìa, mà đại ca không lo nằm nghỉ. Bảy Núi nhìn lại Quỳnh Mai và Thế, vui vẻ nói. Sao tôi thấy khỏe trong mình quá. Thế và Quỳnh Mai cứ nhìn lại hắn, và Thế gắng gượng nói. Thôi, đại ca ráng nằm nghỉ đi, chút nữa là anh em mình thoát khỏi vùng này. Bảy Núi hớn hở lên tiếng. Thế nào cũng thoát mà. Và nếu tôi có chết thì đã chết từ hồi nãy. Anh em đừng lo. Hắn ngừng lại để thở rồi nằm yên như để ép mình dưỡng sức. Tên Tám giơ tay ra hiệu cho Thế ngừng dầm, đoạn thấp giọng căn dặn. Bên ngoài có bộ êm lắm, chắc tụi nó rút về hết rồi. Bây giờ mình chỉ việc đổ ra kinh cầu muốn để bơi rút ra sông cái cho khỏe. Dẫu sao mình cũng phải kỹ lưỡng. Anh để tôi mon men ra trước coi ra làm sao đã. Đợi cho tôi ngoắt rồi hãy ra theo sau. Dứt lời anh ta e dè bơi xuồng rời khỏi ven rừng sậy. Tên Tám phải khựng lại khi nhìn thấy xóm nhà bên bờ kinh vẫn còn vắng que. Anh ta lật đật cho xuồng tấp vô một gốc cây mù u gần đấy để nghe ngóng. Sau một hồi lâu sao chẳng thấy có gì lạ hết, tên Tám thận trọng bơi lần tới. Anh ta chợt nghe có tiếng bọn thổ la ó ở phía vườn chuối gần đấy, rồi tiếng trâu rống, và một chập sau một đứa bé lên 10 tay xách nón lá, tay xách roi tre lúp xúp vừa chạy vừa khóc miếu. Tên Tám mừng rỡ khi thấy đứa nhỏ chạy về hướng mình. Anh ta đợi nó trở tới, liền thò mặt ra chặn lại. Đứa nhỏ hoảng kinh khi thấy khẩu súng trên tay của tên Tám, nhưng đồng thời cũng để ý liền đến bộ bà ba đen trên người của tên này. Nó vội mọp người xuống như sợ có ai trông thấy mình được, và không đợi tên Tám hỏi han gì, nó nói liền. Mấy ổng bắt con trâu của tôi rồi chú ơi. Tên Tám nắm tay nó lôi lại gần. Tụi nó đông không? Đứa nhỏ vừa quẹt mũi vừa chan nài tên Tám. Chú lại bắn tụi nó để bắt con trâu lại giùm tôi. Không thôi tía tôi ông đánh chết. Nghe tay vô ông kêu tôi dẫn con trâu giấu. Được rồi, để tao bắt con trâu lại cho mày. Nhưng tao hỏi tụi nó có đông không? Cả chục đứa lận chú à. Có tay không? Thổ không ha. Còn ba thằng tay đâu? Tay gì hết trơn rồi. Ý trời ơi, tụi nó bắt dân của chú 4-5 mạng đó nghe. Tên Tám hiểu rằng 4-5 mạng đó là dân của Hồng Phụng. Anh ta yên tâm hỏi tiếp. Sao ba thằng thổ đó còn lang bang ở đó? Đứa nhỏ chăn trâu làm mặt rành. Mấy ông này ở đồn ngoài giam gần xịn đây, nên mấy ông cà rịch cà tan ở lại kiếm chác. Hồi nãy tôi rình thấy mấy ông vô rừng sậy bắn lung tung rồi chạy ào ào ra. Có 2-3 mạng gì bị thương, và mấy ông lấy xuồng chở về đồn trước rồi. Mấy ông còn lại đi rà rà ở đây hoài. Và kế ông thấy tôi, rồi mấy ông bắt luôn con trâu
chú làm sao cho mấy ổng bỏ con trâu lại. Được, mà mày thấy còn bọn nào khác nữa không? Có mấy ông đó thôi à, mà chú coi chừng, chú để tôi núp cho xong đã, rồi chú bắn bậy bạ cho họ chạy bỏ trâu lại thôi. Chứ chú ra đó chú cho cơm họ đa, mười mấy mạng lận mà. Hết tập 25, còn tiếp.